Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 5, 5, 4, 2, 7, 8, 8, 9. Giải 6, các vé tận cùng mang số 6, 5, 7, 0, 1, 4, 5, 2, 3. Giải 5, các vé tận cùng mang số 4, 4, 9, 3, 9, 2, 4, 1, 1, 0, 9, 5, 9, 1, 7, 9, 4, 9, 2, 4, 2, 5, 0, 7. Giải 4, các vé tận cùng mang số 5, 0, 2, 9, 1, 2, 5, 6, 4, 5, 4, 9, 4, 4, 3, 2. Giải 3, các vé tận cùng mang số 0, 3, 6, 7, 1, 3, 8, 4, 6, 6, 7, 6, 2, 7, 7, 9, 5, 5, 8, 9, 5, 4, 5, 6, 1, 5, 0, 9, 1, 1. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 25002, 58693. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 66937. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 37567. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 3NU, 4NU, 5NU, 11NU, 12NU, 13NU, 14NU, 17NU.